Trời ơi. Giữa xinh không vậy? Cái ngán nè, còn gai còn ngắn luôn nè. Thấy chưa? Xin chào cả nhà nha. Bữa nay Đạt, anh Tùng, anh Hải, ba anh em đi kiếm cua nè, kiếm ong, kiếm gì bắt nha. Lợi quá cái con sông này coi. Mát, trước nay là mùa nắng à. Nắng mà nó lội sông nó mát lâu á. Ờ đúng đắc rồi. Đúng hả? Đúng rồi. Đúng đắc rồi. Bây giờ lên trên đây kiếm. Nào cua đâu anh? Nào có dấu không? Ơi có dấu kìa. Nó mới mới nè. Đục đục. Nè, nó mới đục đục. Anh xui có gì khi tôi bắt được con cá bóng phục luôn đó nha. Ok. Móc đi. Móc đi. Nè anh Tùng cổ tại. Cục cục ơi. Không biết nó già nè, nó vô. Vô, dấu vô mà. Chà, căng à. Căng à. Nhẹ thôi, đặng nhẹ thôi. Từ. Có. Hai con sâu không? Bự không? Còn sâu. Đất nhẹo nhẹo luôn á. Còn biết sao này không biết. Anh Tùng này chơi TikTok nữa ta. Đó, gì vậy? Kênh chưa bỏ rồi. Hả? Gì vậy hả? Gì? Gì? Xạo mày. Dạ. Mua lâu có tép. Ừ, Hải xạo. Đâu? Đu! Thiệt hả? Đâu đó lại. Được cái gái. Một cái. Nó cùng ta. Cái gì? Ui cùng. Nó cùng hả vậy? Trời ơi, đù, hay, sáng tạo. Nè, Hải bắt được con cua như thế nè. Đó. Dạ ơi. Gì? Dạ rồi, cùng rồi. Mua ra hả? Ừ, cùng rồi. Trời ơi. Đây, để chói con cua kia cái nha. Gì vậy? Không vậy? Đi rồi. Chém hả? Đâu rồi? Chạy tới đây rồi. Sao? Có dấu không? Có dấu không? Không có chạy rồi anh đó đâu. Mày có chém không? Chém. Lại chỗ mình lại kìa. Nhảy mự á. Kia. Chém thôi. Chém với cái gì ông nội? Đó, nó này mới đụng đây nè. Đó. Đó. Chém. Đó, chém. Chém hay không? Mà cái chém. Hả? Ôi giỏi. Chạy là sao nó gọi. Tùng em gạch gì dây sao được để anh chạy dưới đây rồi mà. Thấy này ơi. Rồi xuống. Đó, chạy xuống đó. Xuống rồi. Xuống đây nè. Xuống đây nè. Cá lặn nướng ăn kìa, cá nằm đó. Nằm đó. Nó đây nè. Đây. Hải vô, Hải vô. Đó. Tới Hải rồi. Không. Nó lên trời ơi. Làm nó chạy lên hoài luôn.
rồi không có vậy đâu, đây nè bắt cái phi luôn nha, để cho mấy này đỡ em ăn á. Hồi nãy con ba giáo thiệt trời. Hãy đi hãy nằm này này hãy này này hãy này này đi xuống đầu tôi hết đó này đâu rồi có xuống cái kia luôn nữa vậy mới đụng đây nè qua đó đây qua đó đây có xuống chỗ Hải rồi trời ơi lặn nước này chạy nước ăn lắm nè xuống chỗ Hải á ai sẽ bắt con bắt cả người đây nè có không cái nào đúng chưa đi rồi có đây nè hay vậy mất luôn rồi đó quên luôn rồi sao hết việc anh em trời ơi cá chả nó bự yeah được ta cá này nướng ăn okay. Ai sẽ bắt được đây nhà nãy mấy anh em chiến đựng mớ cá má trời nãy cái này dí lấy cái móc đập nha chứ không phải là bắt tay nha đập thì quay không được nha còn không đập thì bắt không được nha cả nhà đó. Rồi bây giờ mấy anh em dinh về nạo nha quá trời ha có gì không bự 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 không đã cái này câu chứ sướng lắm ta táp dữ lắm rồi đi dinh lên đông dinh thì đâu rồi cái bao hai ba cái bao mà quẹt đâu rồi mới lầm luôn cô này nhím ơi gần kia là vừa tính kiếm mua ông nó lụm được cái quẹt quẹt trái tôi đạn lộ gì luôn đó nè trái chưa bây giờ đổi cái nha quẹt đi đổi cái nha anh Tùng ơi đổi cái đâu đổi cái nha đây nè không có chỗ nào sạch sạch vậy lấy tàu lá nè tung này của ai nè đổi vô đây đổi nha không con nào ăn được ăn con nào ăn được thì bỏ vô cái bao nè này đổi vô bao đi nè mà cá dành luôn nè nướng cá xong ăn đi thì đi tiếp kiếm ong đồ nãy ăn đồ ong nào mấy con rồi 8 con cái này rồi cái này sao cái này ăn hả nướng cá chẽm được không nướng cá chẽm đi rồi nướng cá chẽm đi nướng con cá chẽm này với lại mấy cá đói cá nâu nướng không không cá nâu đổ ra đây thật coi như đây ăn được rồi đâu có ăn hết đâu nó mình nướng cái này thôi còn cái này bỏ vô ơi lựa ba cá nâu đi cho thằng Hải gì đổ nha vậy lựa hai ba cái nâu cho nó lựa làm gì đúng rồi nướng cho nó ăn trời ơi nướng cái này luôn nè nướng cái đó luôn không nhỏ này nhỏ rồi nướng rồi nướng cái thò lò kìa bây giờ mấy anh em nướng con cá chẽm này cái nè đây cái cây này cây cắm cắm của em cắm gì ai biết từ từ đi cho cảnh ánh sáng đây cho đẹp đẹp coi nướng này nè sáng gì thì Hải nướng gì Hải cái đôi từ từ Hải ơi mày khét ngẹn Hải anh làm sao mà cho nó trắng chín mà nó trắng nha nó vàng nha đừng có khét nha à, nhưng mà vô mày nằm ngang đó để nó khá lên hay quá lên. nó mới trắng chứ tự nhiên giờ hỏi sao gì vàng vàng trắng trắng than không á than chín rồi đó than đi dạ cái than ra hết đi cá nó chín ngon lắm Hải ok nha anh em nướng con cá chẽm rồi mấy anh em ăn đi bự móng mỏ nó nè gỉ nó lên gỉ thẳng lên ôm ra nhà đó ok ủa chảy mỡ luôn khi vô trong trời ai da da ôi con cá chẽm nó bự thịt ăn cả tao đi thử ai gậy anh ăn mày hay quá ôi chỗ này quay đẹp quá đẹp không đẹp giờ mình mở cái nắp da nó cái ơi
Ôi, mở cái nắp ra, đúng cậu, rồi. Cậu giải hết đi hả mở? Mở ra. Giải ăn đâu được đâu mà nè, cái này dục rồi nè. Để ăn bên được. Cậu. Đó. Ăn bên cậu bên. Cái này bỏ nha anh em. Bỏ nha cả nhà. Ăn bên cậu bên, đừng có cậu nhiều quá. Cái nước mắm lên coi. Ây da. Để gì đây? Ủa. Mình ăn thật nha cả nhà. Dạ dạ, nóng 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 nóng. Hải ơi, tết này Hải ơi, mày phải mời đồ chiến xỉu mặt đây Hải. Ui da, nóng quá nóng quá. Ờ, cái chai nước mắm làm theo này, chai nước mắm của ai bỏ lấy. Không mà nó nổi nó phù đít luôn. Ơi, sao mình không rưới nó đây lên cái mình múc mình ăn trời. Ồ, không ngon đâu. Dở nghe. Đây để em bẻ đũa. Đừng lấy, đừng dưới. Bẻ đũa đây nghe coi. Đó. Không đây mấy anh em nào đó. Cắm mấy máy quay cái kiếm cho nó cắm máy quay cái. Cầm miếng ngay. Trần Hải ơi. Mày bẻ ra nó đũa thôi. Mời cả nhà nha. Cái đũa anh đâu? Ai có à? Ai có nhấn. Ngon quá. Là tôi thay mấy. Rồi mời cả nhà nha. Rồi đũa anh không đúng rồi. Không đúng đũa rồi. Có loại lắc nẻ. Ê. Ngon nha anh em. Đâu chịu nghe nè. À, dễ ăn cá cái này cả nhà. Cá mập lúc vậy nè. Ủa ngọt. Nước mắm này nó mì ngon. Mà thế nè. Mà anh Tùng. Mà anh em. Đã. Nhìn còn cứng cứng. Béo béo béo. Cá tươi ăn trống ngon. Dẻ nó còn dính ta. Dẻ nó còn dính ta, kỳ ta, ngọt với ta. Bành cái mỏ nha, húp nó ra. Chắc nước lần 2 nữa. Chết, cha tôi rồi, nước lần 2 thiệt rồi. Máu không? Máu chị xì vậy nè. Thấy chưa, cãi không? Chín. Chết rồi, chết rồi. Thấy máu rồi, thấy máu rồi. Đi ra phơi lại đi. Đi đi. Ngã nó rồi. Ăn mấy cái đối đi. Chưa đâu mà cãi không. Không gấp quá thì ông đem ra đi. Phơi lại đi. Để vậy phơi luôn. Kêu dầu, kêu chín đâu. Đây á. Thua. Thất bại trắng trợn. Thấy dễ dính dính là nghi rồi. Đem mình nướng lại cá chẻm rồi cả nhà. Ăn cái đó. Gặp mấy em ăn xong á, đi luồn ong nha, kiếm một ổn, ăn ổn. Cho thăm cái ta lưới được có không nha. Đây. Cái gì? Hai cái ngát hả? Đặt với Hải phát hiện cái hàng cá ngát này nè. Nhét xem vô. Từ. Từ, tao đụng rồi đó. Đụng chưa? Đụng rồi. Đụng chưa? Đụng rồi. Ê. Đi vô. Nó vô rồi mày. Từ. Đó. Ê. Con này bự không? Đúng bự không? Đó. Cá ngát này cả nhà. Dũng bình. À. Trời ơi. Giữa xịn không vậy? Cái ngán nè, còn gai còn ngắn luôn nè. Thấy chưa? Đó. Gai nè. Ba ngảnh ra ngoài nha. Còn cái thầm lưới. Còn con nào đó. Đi. Phan từ. Lên lòng. Phan, trời dục đâu vậy?
Con nó chạy kìa. Con nữa bắt đi, tao lên quay con này. Ui, con cá nó bự nè cả nhà. Cá này có tủ đảng luôn à. Rồi, bây giờ mấy anh em nãy đi luồng ong không có được ổ nào cả nhà. Bây giờ xuống đây tắm mò được con cá ngát với lại nhiều cá nè. Rồi mấy anh em về thôi. Bây giờ ai dính cái gì? Cái này với này ông dính thùng đó đó. Miếng thùng này phải không? Ngát nằm trong nè. Cái hổng. Hổng như con chó. Quá wow, trời cái hả, giác nổi không? Gì? Giác nổi không? Rồi, xin tạm biệt. Về nè, về kiếm nè. Về lấy cá nạo ra. Nấu canh trộn hủ qua ăn bữa. Đẹp quá à. Đi tới đây gặp một hang cua nè cả nhà. Về ghé bắt luôn chứ sao vậy? Mạnh, cố gắng. Ok. Cá này luôn. Lúc kèm móc luôn mà không bắt được hả? Lúc móc luôn. Trên đây là đất đai thì khô hít giáo luôn, khô nứt nẻ luôn. Ngay lạc bỏ trong đó mà bỏ bao hả? Ừ, không bao á. Như con cú đó. Nhưng cô gãy cạn nãy mò nữa. Trời, thật đúng. Thử là tới hả? Cẩm cảm cảm chắc à. Đúng rồi á. Đúng rồi đó. Đúng không? Tùng. Chưa nữa. Chưa nữa là đúng sao? Không đi. Là sao? Cùng à? Cùng à? Thôi đừng nào nữa, cùng thôi. Đi. Trời ơi, con chập bá luôn. Kỳ ta, chắc nó bò ra ngoài rồi mọi người. Uống éo móc lại coi anh. Sao rồi? Ủa giống gì đâu, không có. Giống gì đâu, không có bấm. Không có luôn hả? Không. Trời ơi, cua trà bá luôn má ơi. Cua nó đâu qua đây nè. Còn cá lâu nữa, cá nhái nha luôn. Hay quá em ơi. Ok em ơi. Cua đó, cua vợ em á. Này thành quả của mấy anh Tùng, này nè, hái. Là cá nâu. Con cá ngát nè mọi người, màu sống nè. Khủng. À, sức khủng. Sức khủng được xuống. Ôi, nóng cá luôn. Ôi, cá khủng, cá này lát về đặt nạo nha mọi người. Cá sẽ nạo. Cá này cái cháo hả cha? Cháo nạo đúng không? Ừ. Con ở đâu? Con xuống ở đâu vậy? Con ở đâu? Bự. Hải. Con cá ngát gì thấy ghê vậy? Đúng rồi. Con xuống ở đâu Hải? Ai biết? Gì vậy? Hồi nãy hôn lửa có bỏ vô không? Cái nhỏ đâu rồi? Vỏ đâu có nằm trong vỏ. Mà chú thôi đừng lạc cái bà và dục con dính dùng lạc kìa. Cái vỏ kìa, cái vỏ này nè. Không có. Có lưới không à. Vậy lúc nó thấy nó nhảy rồi chứ gì. Để vậy nhả thì móc. Chưa đâu đi. Đủ mấy ông lửa, mấy ông bỏ đổ ra, mấy ông đụng vô. Trời ơi, nó xuống trà bá luôn. Hôm nay đâu có cơm nào. Thua luôn. Rồi, xong rồi. Có. Sắp cái này là anh cái này hãy đưa cái này đi. Không có con nào rồi. Cái này cháu khủng. Ồ cháu. Có rồi Đạt ơi. Không có cái chẻm đâu chứ hả? Không có hả? Không có chẻm mà nướng ăn rồi. Đây. Sắp lên nghe. Ồ cá khủng khiếp luôn. Cái cháu được rồi, tôi xuống bỏ đâu bên đi. Xuống bên Tùng. Không có rồi. Quá khủng lồn quá. Cá. Tôm nè. Tiếng. Ông bác thả cá thì dưới ra không đi. Ừ. Cái phi đâu vậy? Bỏ cái phi qua cho tròn ăn á. Một con ngát nè. Ừ. Quáp. Con ngát nó bự. Giọng nó chết. Giờ con xin kết thúc cái video luôn nha. Quá trời kết thúc qua vậy. Bây giờ là sẽ vô lấy cá này đặt cho nạo nha mọi người. Nạo cái này ra. Đây, nhà hai tô. Hai tô nha. Đang thịt cá không? Không có miếng xương nào luôn. Đó. À chưa? Cái này là đặt ấy ra nha.
lấy cái cây ép ra. Rồi thấy chưa? Ồ cái này nè. Trộn dẻo dẻo quá. Cái mình bầm thêm cái thịt bò này. Ngon nha. Ô thích thịt heo quá. Đó, chả cá nha. Chả cá. Đây, nhà thấy không cái thao nè. Wow, nguyên chất chầm chầm nha. Cá không chứ không có gì hết nháo nha. Chỉ có hành, tiêu. Bây giờ là sẽ dồn củ qua nè. Nấu một nồi canh củ qua. Qua toàn cục này. Cục này chắc khoảng 1,5 kg thôi nha. Cục chả cá nè. Hết hồn không? Ui. Không, rất nhiều khổ qua này ăn hết rồi, cắt làm hai nè. Bỏ trong bịch một nửa, còn nửa đi dồn khổ qua nha. Xe xác xuống. Quá ngon. Dồn ém cho nó cứng á. Lòi thịt ra ngoài luôn, nó ăn cho nó đã. Lòi thịt ra ngoài luôn nè. Ôi trời, qua mập lúc luôn. Con nó mắc cục, nó lắc cho em cho nó uống nước à. Nè được không? Nè cả nhà coi cháu qua nè. Đó, dồn dây đó. Ăn mới đã. Rồi, bắt đây. Rồi. Cái này chắc để lại quá, hay là giò viên bỏ vô luôn em ha. Giò viên cũng được, giò viên đi, giò viên bỏ vô luôn ha. Ừ. Bây giờ nước sôi chưa, bỏ vô ra. Bỏ vô nước sôi là bỏ vô đúng không? Sôi hồi nãy giờ đó, tắt nước hồi nãy giờ rồi. À, là nước sôi bỏ vô khổ qua nó không được đắng hả? Trời, cái trái khổ qua nó giòn nó lộ thịt ra ngoài luôn em. Cá này dồn khổ qua là số 1 nha. Bỏ miếng hành vô cái nữa là xong. Hy vọng là mình bổ. Anh bỏ khổ qua không đắng hay sao? Đắng gì? Đắng không? Ai biết khổ qua nào mà không đắng không? Cái này chắc giò gì vậy, vậy bỏ vô luôn quá. Đó, kèm thêm. Nhiều lắm. Nhiều không? Bỏ miếng nước vô nữa. Nhiều, bỏ miếng nước vô đi em. Ừ, cho nó ngập. Đây, đây là nồi khổ qua chín này nè cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm nha. Đào bóc cục ăn thử coi. Đây, chả cá rất là ngon. Cháo nó mắm y đồ ngoan ha. Ngon lắm em, anh em. Nó dai. Thử ơi. Thật kỳ luôn. Dài nhát luôn. Nhà như xin cơm ạ. Mời cả nhà. Nghe không? Cực kỳ. Quá đã. Cá nào đúng ngon. Ăn cá, cá nó chắc quá ha như là. Cá chắc rồi ha. Mình không có pha, ăn nó chắc còn pha, người ta pha ăn nhảo nhảo. Nhảo nhảo. Nó chiên ngon. Đúng là chiên làm tí à. Còn mới kia bữa nào chiên. Chiên mua thùng bia nhậu ha. Không dạ rồi. Mày ăn gì em? Gịch. Ngon. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Bây giờ Đạt xin kết thúc clip ở đây cả nhà ơi. Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe và xem video vui vẻ nha.